Bệnh nhân Nguyễn Ngọc Bích, sinh năm 2011 ở Vĩnh Cửu, Đồng Nai. Thời gian đầu em Bích đi lại khó khăn nên phải hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn. Mặc dù mới 12 tuổi nhưng em Nguyễn Ngọc Bích đã bị thoái hóa, gai cột sống, trượt đốt sống, thoát vị đĩa đệm chèn ép dễ thần kinh tọa, gây yếu và teo cơ hai chân. Chắc hẳn trong chúng ta rất nhiều người không thể tin một bé gái mới 12 tuổi đã mắc bệnh lý cột sống sớm như vậy. Thoái hóa, gai cột sống thường chỉ xảy ra ở người lớn tuổi. Người nhà đã đưa em đi điều trị nhiều nơi nhưng vẫn chưa khỏi. Bác sĩ ở bệnh viện lớn chỉ định phẫu thuật bắt nẹp vít cố định đĩa đệm cột sống. Gia đình rất lo lắng và quyết định không mổ để xuống khu nghỉ dưỡng và điều trị phục hồi chức năng thiền tâm để điều trị. Mỗi ngày em Bích được điều trị vật lý trị liệu gần 6 tiếng đồng hồ với nhiều thiết bị máy móc hiện đại như máy kéo giãn cột sống tự động, sóng ngắn, sóng siêu âm điều trị, sóng xung kích, điện xung, máy nén ép, từ trường, phù sát trị liệu và nhiều phương pháp bằng tay như ấn huyệt trị liệu, tác động mô mềm, tập vận động. Các bậc ông bà, cha mẹ khi thấy những trẻ em trong gia đình có biểu hiện đau cột sống thì nên mang đi khám để phát hiện bệnh ở giai đoạn sớm, dễ điều trị. Đừng để teo cơ yếu liệt tay chân mới đưa trẻ đi khám. Như vậy việc điều trị sẽ khó khăn, chậm bình phục và tốn kém nhiều hơn. Phương pháp điều trị kéo giãn cột sống bằng máy kéo tự động. Phương pháp siêu âm trị liệu. Phương pháp phù sát trị liệu. Phương pháp điều trị bằng điện xung. Phương pháp nén ép trị liệu. Phương pháp điều trị bằng máy sóng ngắn. Phương pháp điều trị bằng tác động mô mềm. Điều trị bằng ấn huyệt trị liệu. Điều trị bằng sóng xung kích. Phương pháp điều trị bằng từ trường.
để tăng sức mạnh cơ. Sau hơn một tháng điều trị tại Thiền Tâm, Ngọc Bích đã có thể leo được cầu thang. Ngọc Bích rất vui mừng khi đã chạy bộ được. Thời gian đầu em Bích đi lại khó khăn nên phải hỗ trợ di chuyển bằng xe lăn. Sau hơn một tháng điều trị tại Thiền Tâm, bé Bích đã bình phục nhiều. Em đi bộ, chạy bộ và leo cầu thang dễ dàng hơn. Không gian ở Thiền Tâm thoáng mát rộng rãi gần 3 hecta, cảnh quan đẹp. Ngoài ra mỗi ngày em Bích được các y bác sĩ ở Thiền Tâm chăm sóc tận tình, chu đáo, được phục vụ ngày 3 bữa ăn miễn phí sáng trưa chiều, cơm được phục vụ mang đến tận giường, nước khoáng uống miễn phí, có người lên giặt đồ miễn phí. Những bệnh nhân nặng được nhân viên đưa đẩy bằng xe lăn từ chỗ nghỉ dưỡng đến khu điều trị và ngược lại. Tất cả những yếu tố đó đã giúp cho em Bích sớm bình phục. Rồi từ cái lúc mà bị đau nhiều, đi lại khó khăn á, bây giờ leo cầu thang chạy bộ được rồi, bé Bích có mừng không? Thế đâu, được đi lại thế đâu. Thì nói là bây giờ mình bình phục nhiều hơn á. Dạ. Bé Linh thấy vui không? Dạ. Rồi ba mẹ vui không? Dạ chắc có. Dạ có, về nhớ tập mấy bài tập của bác hướng dẫn nha. Dạ. Để mà trong cái 10 bài tập cuộc sống của Thiền Tâm á nha. Dạ. Là bác có hướng dẫn kỹ trên đó tập để cho khỏe cái lưng, cái mông, cái đùi, cái chân. Để sau này mình đi lại bình thường hơn nha. Dạ. Mày đã được xuất viện vui không? Dạ vui. Bây giờ hai chị em nhé. Bây giờ hai chị em mà chạy đua được không? Hôm qua là chị Linh chạy rồi đúng không? Rồi hôm nay là tới em Bích ha. Em Bích chạy này. Rồi là bữa nay là hai chị em được xuất viện ha. Vậy bé Linh vui không? Ừ. Vui đúng không? Bữa nay hai chị em được về rồi. Rồi bác chúc cho hai chị em về được mạnh khỏe này ha, học tập tốt này. Rồi nhớ về làm để dành tiền mà trả tiền lại cho ba mẹ nha. Nha. Rồi. Bác chúc mừng nha. Em Bích đã xuất viện và đi qua Úc để du học. Xin chúc mừng em. Hướng đến một cộng đồng khỏe mạnh, chúng tôi đã tạo ra một môi trường an nhiên. Khu nghỉ dưỡng điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm, nơi ấy có khung cảnh thiên nhiên trong lành, yên tĩnh, kiến trúc đẹp, mang lại cảm giác thư thái cho mọi người khi đến nghỉ dưỡng hoặc điều trị bệnh. Nơi hội tụ đội ngũ y bác sĩ giỏi, giàu tâm đức trong điều trị bệnh. Được trang bị máy móc hiện đại của chuyên khoa vật lý trị liệu phục hồi chức năng. Có nơi sinh hoạt ăn nghỉ đạt chuẩn cho bệnh nhân. Hơn 80% trường hợp bệnh lý của cột sống được điều trị khỏi bệnh và cải thiện chất lượng cuộc sống. Nơi tích hợp một hệ thống các tiện ích chăm sóc sức khỏe và giải trí, có đầy đủ các dịch vụ như ngâm nước khoáng nóng, tắm bùn khoáng, tắm thảo dược thiên nhiên, ấn huyệt, massage trị liệu, spa chăm sóc da, da làm đẹp. Không chỉ hỗ trợ điều trị các bệnh về xương khớp mà còn giúp tăng cường sức đề kháng, cải thiện và nâng cao sức khỏe. We'll be right back.
khu nghỉ dưỡng và điều trị phục hồi chức năng Thiền Tâm số 80, đường Võ Nguyên Giáp, khu phố Tân Cang, phường Phú Tân, thành phố Biên Hòa, tỉnh Đồng Nai. Điện thoại 1900 9210, 0918 227733.